nó đang nóng, giống như mình nói các bạn á, tại vì cái thời tiết ở ngày hôm đó nó không nóng đến như vậy, cho nên là bắt đầu tới đoạn này là mấy cái alpha nó sẽ bị nóng, là nó muốn cởi ra, nhưng bản thân nó cũng nhận thấy đây là một hành động khó coi, cho nên cái mặt ảnh bị ngại, anh bắt đầu anh che lại đó, anh che lại đó, anh sẽ bị quýnh, anh sẽ bị đấm. Đẩy được cú lên vào 2024 này là đội hình mạnh nhất lịch sử. Được rồi, để mình kiếm coi cái vlog Tiêu Anh ngắn đỡ cái nha. Giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Trên lưới Charmander trên X em nghĩ tin chuẩn rồi anh ạ. À, năm ngoái chính nó CF cả nhung đến cân đầu tiên tin chuẩn anh ơi. Ủa? Tưởng đâu là cả nhung do thằng mình nhớ năm ngoái cả nhung do thằng Trô nó lick mà đúng không? Well, anh em nhớ phụ mình có phải năm ngoái là cả nhung Genji cả nhung là thằng Trô lick mà đúng không? Giấu tên đã rescan 10.000 đồng. Anh ơi coi tiệc chia tay đẹp đi ạ. Ok, cho mình xin cái chỗ cái link đi, lát này mình xong cái này mình coi cái đó. Cái này cũng ngắn à, cái của Tây Quan có 9 phút, 10 phút. Bạn mới tập tốt nghiệp nó mới hiện lên rồi mình nhấn lộn cái nó bị mất à. Để mình đọc lại donate. Thì giống như câu chuyện hồi nãy nói về câu chuyện với đứa thằng Genji năm ngoái, thằng thằng Joe nó cũng đâm thọt thằng Acnon của Genji mà. Nó kêu là thằng Acnon lúc nào cũng than nghèo mà sao mày ký được Kenyan. Xong rồi Genji mới giải thích là Kenyan nó chịu giảm lương. Xong mấy năm nay người ta lại bắt đầu đặt gọi là nghi vấn là tại sao là giảm lương hoài vậy. Mấy thằng Genji trốn thuế đúng không? Mấy thằng Genji là tuồn tiền, nó sẽ có một cái ở trong bóng đá hay trong thể thao á bạn. Quay lại nội dung nó xíu lát nữa. Anh em editor cắt cái này nhét lên cái đoạn Genji phía trên nha. Là trong thể thao nó sẽ có một cái khái niệm gọi là để tránh cái vấn đề là tài chính với quỹ lương, nó sẽ có một cái tuyệt chiêu là tuồn tiền qua những đường khác không nằm trong hợp đồng chính thức để bù cho cái phần lương đó. Cái này là bóng đá có rất là nhiều, bóng rổ cũng có, nó sẽ tìm cách nó đưa những cái nguồn tiền khác cho mấy đứa vận động viên bằng nhiều con đường để cái số tiền nó không bị tính vô quỹ lương, để đỡ bị lố quỹ lương và không bị đóng phạt. Trong trường hợp mà mấy thằng Genji mà có cái đội hình mà Kim Cà Nhông, em Vinh rồi với lại Thước Kẻ cộng thằng Duro đề nghị LCK và điều tra gấp mấy thằng này, điều tra giấu tên không có được cái đội nghèo nào mà ký được bốn thằng đó hết trơn nào thang rất no không á, một thế mình thằng Ruler thôi là nó nuôi mày 4 năm đội LPL rồi nha, nhớ nha anh em, trừ khi nào nhà thằng Duro rất giàu. Thằng Duro phải gia đình nó phải cân luôn cái lương của Chovy. Tức là Duro không chỉ là không nhận lương mà Duro trả lương luôn cho Chovy thì may ra mới là gọi là ok. Hôm nay anh reaction nhé. Có bạn nữ tham gia show mát xinh mà đánh tạ lắm. Cười ha ha ha. Cảm ơn sang người lùng nha. Ủa game lên video chưa? Ok rồi, để cái vlog kia nha. Đây là 오늘 우승하고 이제 토트넘 대 누구더라?
3-1 아르헨티나 보러 왔나요? 에스톤빌라. 에스톤빌라 경기 보러 왔습니다. ốt điều khoản diễn ngầu lòi trên sân khấu. Anh em chờ tí. Để mình chỉnh lại cái chat cái nha. Ngô thì Tottenham đệ đâu đó. Đâu vậy? Aston Villa 경기 보러 왔습니다. 이제 미리 따 놓기. 확실한 팀이구만. 어, 나 이 옷 입은 적이 없는데 왜 묻었지? 나 이 옷 오늘부터 입었는데. 피가 아니야? 피난 거 아니야? 지금? Miễn bình luận, Lu mình nghĩ là mình không nên bình luận gì về mấy cái biểu cảm của thằng Z nữa. À, 지금? 지금 피가 난다고 갑자기? 근데 여기 피가 뭐지? 그거 아니면 피가 붙어있어. 오늘 입었는데? 오늘? 오늘 처음 입었대요? 말 한번 붙여줘. Nước nó rớt thôi mà đâu nhìn đâu có giống máu đâu. 아, 아무런 거 초코 근데 이거 뭐 딴 거 초코 옛날에 없는 거 아니야? 피 아니지? 여기요? 아 초코네. 아 초코예요? 응. 뭔 거 같은데? 또 묻혔지. 끄덕 놀아. 여기 오니까 좀 말리네. 오늘 열면 안 될 것 같은데. 추워서? 아니? 아 이거? 그거 내가 얘기했잖아. 응, 상관없이 추웠는데 맞아. 오니까는 왜? 발수로 입었는데? 이거는 뭐라? thế là đợt này thế là mình chịu lạnh tốt hơn mấy đứa này hả ta? Cái ngày mà mình đi hôm cái tụi nó đi coi Tottenham là mình đi coi United là đi lên Manchester là đi mất 3 tiếng. Mình thấy ngày hôm đó nó, trời bình thường mình mặc cái áo khoác mỏng dính đi ra sân còn đổ mồ hôi mà sao tụi nó mặc áo phao rồi giày cộm. À, sạch rồi, sạch rồi. Ủa, nhưng mà Chile thì không biết. Chile? Chile. VIP room Chile 아닌가? 그러겠지? 그러면은 괜찮겠지 뭐. VIP room 그것도 있잖아. 음식들 뭐라고 하지 그걸? Lúc đầu mình có mặc một cái áo khoác nhưng mà lúc vô tới sân là nó nóng đổ mồ hôi luôn. 근데 축구 잘 안 보나? 축구는 스포츠 중에 제일 안 보기는 해요. 근데 이제 월요일 이런 거 뭐 이제 숙련도는 제일 빅럭 처음이어가지고 축구는. Tính ra là đúng là nó có khiếu thể thao các bạn. Hôm bữa mình coi cái calf của thằng Honor mình thấy nó ra sân đá banh. Là cái tướng nó đá banh nhìn chắc chắn là cái tướng nó đá banh là tốt hơn rất là nhiều so với thằng hai em Uche với lại em Minsoc. Nhưng mà nó không coi đá banh nhiều, hai thằng kia coi đá banh nhiều nhưng mà không có chơi. Ủa em ý là làm sao đi coi Tottenham đá với Aston Villa và cáo bắt xa rồi lỡ mốt mình Tiêu Anh đánh cái ti cái thằng nó mặc áo Genji nó tới nó ngồi giữa xong nó kêu nó cổ vũ Genji thì ý nó kêu nó cổ vũ Tiêu Anh hả? Rất là trất quốc nha, rất là trất quốc nha, chê nha, chê cái này nha. Oh.
한 사이즈 낮게 사야 돼. 왜? 유럽 사이즈는 한 사이즈 높고. 형은 그냥 X사이즈 사야 돼. 에? 너? 너 cũng biết nó đứng một hồi cái này đó, nó đứng một cái mặt này, các bạn coi cái mặt này tự nó đang nóng hầu giống như mình nói các bạn á, tại vì cái thời tiết ở ngày hôm đó nó không nóng đến như vậy, cho nên là bắt đầu tới đoạn này là mấy cái alpha nó sẽ bị nóng, là nó muốn cởi ra, nhưng bản thân nó cũng nhận thấy đây là một hành động khó coi, cho nên cái mặt ảnh bị ngại, anh bắt đầu anh che lại đó, anh che lại đó. Anh sẽ bị quýnh, anh sẽ bị đấm. Hey, ngon, vào được 4-5 cái. Ơ, Beck Van có phải là một thằng cầu thủ Thụy Điển không? Đúng không? Mua tặng cho rác liệt luôn hả? Hà Lan hả? Hà Lan lại mua cho ai? Hà mua cái áo Beck Van, thằng Beck. Ủa, mình nói thiệt là mình mới nghe tên thằng này lần đầu luôn các bạn. Thụy Điển đúng rồi, thằng nào Hà Lan. Ban ngủ viên 5 đứa Hà Lan. Người ta logic của người ta nhìn thấy cái tên là thấy nó Bắc Âu rồi, xong sau đó là có thằng Raclette thì chắc chắn cái thằng Raclette nó mua, cũng ráng Hà Lan cho được 5 đứa ngẫu nhiên Hà Lan cúc. Cúc 1 tiếng. Một thằng. Còn thôi mất thời gian quá thôi. Giàu quá mà, giàu quá mà. Năm trăm bảng là nhiều anh em. 500 bảng. $16 triệu. Không chớp mắt luôn mà. Mua áo mà 16 triệu không chớp mắt luôn mà. Bò rụng lông luôn mà. Quên thoại, quên thoại nha. Dí cho thằng nhỏ làm MC mà không để kịch bản trước, hồi nãy không nói trước với thằng nhỏ là Tottenham đá với Aston Villa, làm phải hỏi lại, xong rồi đây là Son Heung-min mời, làm phải nhắc bài mấy thằng staff của T1 nha, trừ lương nha. Không phải lỗi của thằng Guma nha, thằng Guma phải chuẩn bị thông tin cho em nó chứ, bây giờ đụng tới là để lũng thông tin không à. Nó nhận chai tốt nha. Skybox chắc là một cái chỗ ngồi, chắc là chỗ ngồi đẹp nhất rồi. Công nghiệp.
메뉴 한번 봐봐. 너가 좋아할 것들로 시켜놨어. 텀블러 치떡? 짜장면, 짜장면, 김치, 치킨, 반반 치킨, 부대찌개, 밥 4개, 떡볶이. 탁월한 선택이네. 매워요? 나는 적은데. Chứ bữa từ lúc đi qua châu Âu tới giờ không ăn đồ Hàn, mình tất toàn ăn đồ Hàn không à. Sao kêu là đây là mới là bữa ăn ngon thứ hai. Mình các bạn đúng không? Coi vlog của tụi nó từ lúc nó đi qua chung kết, nó chắc nó ăn đồ Tây được một bữa. Mình thấy ngày nào cũng ăn đồ Hàn hết mà. Làm như bị đói đồ Hàn lắm, sao mà nay mới bữa ăn ngon thứ hai. Lần nào cũng ăn đồ Hàn chứ có bao giờ nó ăn đồ Tây đâu. Nó đi từ ở Pháp nó cũng ăn đồ Hàn không à. Nhìn vlog toàn là ăn đồ Hàn không à. Một là đồ Hàn hay là đồ Á? Tiếp tục là hành vi cưa ghế. 가는 날까지 이게 뭡니까? 하탑 hình ảnh chủ tịch. 사실 뭐 기대 안 하긴 했습니다 사실. 저희는 그저 손가락을 빨면서 기다릴 수밖에 없게 되었습니다. 형님 왜 출발 안 하시고 계시네요? 멍쭈어 xuống luôn. Ý là không, mà từ từ. Ý là cái này sao kỳ vậy ta? Sao cái quyển Đắc Nhân Tâm Di Động này là cái hành vi đi trễ là hành vi, thực ra là hành vi không tôn trọng người khác, ảnh hưởng tới người khác, nó là hành vi không đẹp. Mà sao cái quyển Đắc Nhân Tâm Di Động này có cái vấn đề này là 10 năm không sửa được là sao ta? 정확하게 모르겠는데 일단 차이가 없는 것 같은데요. 다들 생각이 아니에요. 없다. 레키 굿바이. 바이바이. 반갑습니다. 감사합니다. 한국에서 봅시다. 네. đúng là trẻ con luôn các bạn. Dặn ba mẹ đừng đi mà đi ra đón con tặng bông rồi bạn nhìn ngại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 뭐 뭐 공립. 감사합니다. 네. 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 Đây là cái mặt công nghiệp của ảnh nè các bạn. Mặt NBC của ảnh nè. Đây nè. Bạn coi từ nãy đến giờ nè. Không thay đổi. Không thay đổi.
Cảm ơn bản dịch của Bay Tiêu Anh có bán oxy không?